Xin phép là cũng rất là vượt qua nỗi sợ hãi, bởi vì ở đây thì các thầy cô và các anh chị rất là giỏi, nhưng mà em nói là em rất là run đấy ạ, rất là sợ. Mong là các thầy cô sẽ có gì mà chưa đúng thì góp ý cho em trên tinh thần tích cực để em hoàn thiện bài hơn ạ. Bởi vì trong ba bài ở chủ đề 1 thì em cảm thấy cái bài này là em thấy em khó làm nhất. Thì hôm nay em xin mạnh dạn là trình bày cái bài này như sau ạ. Nội dung của buổi chia sẻ của em sẽ gồm hai nội dung cơ bản ạ. Cái buổi nội dung thứ nhất đó là em chia sẻ về các bước mà em xây dựng một cái quy trình cho hoạt động học tập của giáo viên học sinh ạ. Cái thứ hai là sau cái phần này thì em sẽ đi vào cái thể hiện cái ý tưởng của mình trong cái thiết kế bài dạy về trật tự thế giới sau chiến tranh lạnh ạ. Thì bây giờ trước khi mà làm bài thì em sẽ phải soi lại cái bước đầu tiên ấy, quan trọng nhất ấy, thì em sẽ in cái quyển này ra, đó là cái chương trình giáo dục phổ thông của năm 2022 được ban hành 3 tháng 8 năm 22. Thì ở trong cái bài này thì cụ thể đó là em nhìn vào đây thì là nội dung của bài số 3 nói về thế giới sau một cái trật tự thế giới sau chiến tranh lạnh. Thì nội dung yêu cầu là phải thể hiện được xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh, và yêu cầu cần đạt là học sinh sau khi học bài này phải nêu được các cái xu thế phát triển chính của thế giới, đó là xu thế đa cực trong quan hệ quốc tế, thì phải nói được khái niệm của đa cực cũng như là xu thế đa cực, và đối diện bên này thì yêu cầu cần đạt thì sẽ minh chứng rõ hơn khái niệm xu thế và vận dụng được những cái hiểu biết về thế giới sau chiến tranh lạnh để giải quyết những vấn đề thời sự trong quan hệ quốc tế. Tại sao em nói bài này là bài khó nhất trong ba bài? Lý do là vì ở đây là một cái xu hướng nó đang hình thành và nó mang tính chất thời sự, tức là nó cập nhật, update liên tục ở vấn đề tư liệu, đặc biệt sau này với cái hệ thống tài liệu cho cái câu hỏi dạng đúng sai, dạng thứ hai, thì nó là một cái chân trời, tức là rất là nhiều tư liệu sẽ được update ở phần này. Thế nên là em thấy đây là một cái, nó luôn mang tính thời sự là ở chỗ này, là khó ở chỗ này, bởi vì nó đang hình thành. Đối với cái việc đầu tiên khi mà làm bài, đây là cái câu khâu quan trọng nhất. Cái nội dung thứ một, thứ nhất em chia sẻ đó chính là các bước xây dựng một cái hoạt động học. Hoạt động thì trong một bài sẽ có khởi động, hình thành kiến thức, luyện tập và vận dụng. Thế thì trong tất cả bốn cái hoạt động đấy thì phải làm thế nào để ra được một hoạt động, từng hoạt động một. Ví dụ như đầu tiên, ở đây trong phần khởi động chẳng hạn, lát nữa em sẽ nói rõ, nhưng mà bước đầu thì sẽ phải là mình phải biết mình dạy cái gì, tức là mình xác định được mục tiêu bài học. Sau cái bài học này thì học sinh mong đợi các em ấy sẽ phải làm được cái gì, nêu được cái gì, trình bày được cái gì, vận dụng được cái gì ạ. Tức là mình biết được điều đó. Thứ hai, sau khi đã biết được là mình phải hướng dẫn các con cái gì rồi thì chúng ta sẽ đi vào cái phần, em sẽ đi vào cái phần thứ hai, đó là lựa chọn và xây dựng học liệu phù hợp. Tức là bây giờ có ba bộ sách, nó giống như là đúng là nghĩa là đi vào một cái siêu thị, một cái siêu thị mà trong đó thì có rất là nhiều tài liệu, chân trời, ánh diều và kết nối. Và thậm chí cả đối với cái nội dung này thì có cả sách lớp 9 cũng tương tự như vậy, cả ba đầu sách bài tập nữa, thì tổng số chỉ ba quyển này mà nhân với nhau là nó sẽ là con số khổng lồ để các thầy cô có thể tham khảo về các cái tư liệu như là thông tin, ví dụ tranh ảnh và video. Tức là lựa chọn xây dựng học liệu phù hợp trên cơ sở các cuốn sách giáo khoa đã được chuẩn hóa. Nó phải lựa chọn, lựa chọn, lựa chọn. Đó. Tiếp theo là khi lựa chọn xong rồi, nó có nguyên liệu rồi, có nguyên liệu rồi thì sẽ phải nấu nó, tức là chế biến nó như thế nào, tức là xây dựng tình huống ra sao. Với cái thông tin tranh như thế này có, tư liệu như thế này có, video như thế này có, thì phải làm gì, ra lệnh gì, hình dung vấn đề trong trong cái tư duy là phải làm thế nào để mà có được cái hoạt động để yêu cầu học sinh đọc rồi viết rồi vẽ rồi lập bảng biểu hay làm cái gì đó, thì là bắt đầu nghĩ đến cái việc là làm cái gì để phù hợp với tư liệu mình có. Và cuối cùng là chuẩn hóa hoạt động, tức là viết rõ ra làm cái gì, làm với ai, làm ở đâu, làm như thế nào. Đó, đó là cái các bước mà trong quá trình xây dựng hoạt động dạy học, cũng như mà mỗi khi mà xây dựng giáo án thì em sẽ phải làm theo quy trình như thế này. Biết mình dạy cái gì, mình có cái gì và mình phải làm như thế nào và cụ thể ra sao. Đó là bốn bước khi mà thiết kế một cái hoạt động, một cái bài, một kế hoạch bài dạy.
Thì ví dụ ở đây cụ thể em sẽ đi vào luôn phần thứ hai, đấy chính là phần mà nói về một cái giáo án thực tế khi mà sau khi em trình bày phần lý thuyết như thế kia kia. Thì ở cái phần đầu tiên này khởi động thì em sẽ sử dụng cái trò chơi đuổi hình bắt chữ. Tại sao em sử dụng trò chơi này? Lý do là vì trò chơi này sẽ là một trong những cách thức phá băng tốt nhất cho học sinh. Đối với em là như thế, học sinh luôn hào hứng và luôn thích cái điều này. Và ở đây thì tại sao em chọn đây, luật chơi, cách chơi thì sẽ phải phổ biến cho giáo viên, cho học sinh này. Trên mỗi slide em sẽ thấy hình ảnh với một số chữ cái được xáo trộn. Tức là ở đây em sẽ có hai kênh, một là kênh hình ảnh, cái thứ hai là chữ cái được xáo trộn, và sử dụng các chữ cái đó để đoán sự kiện lịch sử hoặc các quốc gia được đề cập tới. Tức là khi mà em làm phần khởi động, thường em sẽ sở xem trước bài này thì học cái gì. Bởi lịch sử là một quá trình kết nối, nó phải có trước mới có sau. Đó, thế thì làm sao hỏi cái trước để ra được cái mâu thuẫn của bài mới, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thì ví dụ như ở đây, em sẽ cho hình ảnh có như sau, thì thầy cô xem đoán nhanh nó sẽ là cái gì, à, ra được ngay đúng không ạ? Thầy cô gõ ô chat cho em thì sẽ ra được luôn rồi. Có hai cái hình ảnh như thế này. Và đây là một trật tự thế giới tồn tại từ năm 45 đến năm 91. Đó. Thì học sinh sẽ làm cho các thầy cô. Đó là trật tự hai cực. Tiếp theo, câu hỏi thứ hai. À, với cái hình ảnh như thế này, em đã có chú thích ở đây. À, hai cái xe tăng như thế này. Và ở đây là hình ảnh biểu tượng của Mỹ, một bên là Liên Xô, và đây là một cái tử thần đang sẵn sàng, giống là một cái tử thần này được gọi là gần như là chiến tranh chính thức, và đang chờ đợi đây xem là cái đồng xu của Sam sẽ tung lên và chuyện gì sẽ xảy ra. Đó, đây chiến tranh bên mệnh vốn, chiến tranh lạnh, và cái hình ảnh này thì nó là một hành động mà các cường quốc thực hiện trong chiến tranh lạnh, đó là hành động gì? Thì đáp án đó chính là chạy đua vũ trang. Để tại sao em chọn cái này? Bởi vì sau này sẽ khác với trong chiến tranh lạnh, thì các nước hiện nay sẽ là tập trung để phát triển kinh tế, để thấy sự đối sánh trước và sau, để thấy được xu thế ở trước đây là trật tự hai cực thì sau này đa cực, nó sẽ khác ở điểm nào. Cái tiếp theo, đây là tận dụng, em sử dụng cái hình ảnh trong sách giáo khoa của kết nối, đó là cái sự kiện bức tường Berlin sụp đổ. Thì em sẽ hỏi sự kiện bức tường Berlin diễn ra ở quốc gia này. Đó, đáp án là Đức. Và hình ảnh cuối cùng là cái ngày 26 tháng 12 năm 91, lá cờ bốn liềm. Em xin lỗi chưa sai lỗi chính tả, bởi vì em vừa xong thì em mới xong cái giáo án này. À, bốn liềm trên nóc điện Kremlin bị hạ xuống đánh dấu sự tan rã quốc gia nào? Thì đáp án đó chính là Liên Xô. Thế thì ở cái phần này em muốn nói là như vậy là đến khi mà sự kiện năm 1991 khi mà Liên Xô tan rã đồng nghĩa trật tự thế giới hai cực hoàn toàn sụp đổ. Vậy thì sau khi một cái trật tự hai cực sụp đổ thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Đó, chuyện gì xảy ra tiếp theo? Tức thế giới đương đại mà chúng ta đang sống ngày hôm nay đang hình thành theo xu thế nào? Thì các con sẽ cùng học vào bài hôm nay. Đó, như vậy em sẽ có các cái từ khóa, đó là kiểm tra lại kiến thức cũ, đó là bài học trước, đó là trật tự thế giới hai cực, đó là trong thời gian này còn có cả chiến tranh lạnh với cái hành động là chạy đua vũ trang, đó là một cái điểm nóng, một cái minh chứng của chiến tranh lạnh ở châu Âu, đó là Đức, và cuối cùng đó là kết thúc chiến tranh, sự sụp đổ của trật tự hai cực, đó là Liên Xô. Thế thì để vào bài 3. Thế thì trong bài này thì đến phần tiếp theo, đến phần hoạt động thứ hai là hình thành kiến thức. Xong hoạt động khởi động rồi, đến lúc hình thành kiến thức thì em đặt tư duy thế này, đây là mình phải giải quyết cái gì cho học sinh, là các con sẽ phải trình bày được các xu thế phát triển của thế giới sau khi chiến tranh lạnh kết thúc và hiện nay như thế nào. Thì em tư duy đến cái vấn đề như sau, ở bài này học sinh sẽ phải đọc và làm việc với tư liệu rất là nhiều. Sau này nếu mà trong các bài thì có lẽ đây là cái bài mà cái tư liệu về phần đọc đúng sai là vô cùng phong phú và nó luôn biến động. Thế thì em cho học sinh cái mục tiêu em đặt ra là ngoài việc trình bày thì các con sẽ phải tiếp cận với việc đọc và xác định đúng sai. Thế thì làm thế nào để đạt được cái mục tiêu đấy? Em sẽ lựa chọn hệ thống các cái tư liệu ở đây.
các thầy Xin cô quan sát cho em. Em sẽ đưa ra ba tư liệu. Với tư liệu thứ nhất được trích trong cuốn sách Cánh Diều đó, đó là bài học như sau. Đọc cái tư liệu sau, lệnh của em hỏi sẽ như sau, chuẩn hóa như sau. Đọc tư liệu sau và cho biết đoạn tư liệu phản ánh xu thế phát triển thế nào của thế giới sau chiến tranh lạnh. Đó, dừng lại đây. Thì ở đây các con sẽ đọc bài học của thời kỳ mà chiến tranh lạnh đã chứng tỏ phương thức quan hệ quốc tế lấy đối đầu chính trị quân sự là chủ yếu không còn phù hợp mà phải phải chịu nhiều tổn thất hoặc thất bại như hai nước Xô và Mỹ, và một là bị thương, một là bị mất. Trong khi đó phương Tây lấy hợp tác và cạnh tranh về kinh tế chính trị là chính, lại thu được nhiều tiến bộ. Kết quả các nước Đức, Nhật, các nước Nick, sự hưng thịnh hay suy vong của một quốc gia quyết định bởi sức mạnh tổng hợp của quốc gia đó, mà chủ yếu ở đây đó là thực lực về kinh tế và khoa kỹ thuật. Vậy dựa vào đoạn tư liệu này thì cô sẽ cho sẵn bốn xu thế của thế giới đang phát triển. Các con sẽ lựa chọn xem xu thế nào được phản ánh trong tư liệu này. Đó ạ. Thế thì thầy cô sẽ thấy rằng là đọc xu thế thứ nhất là hợp tác, thứ hai là kinh tế, thứ ba là toàn cầu, và thứ tư đó là xu thế hòa bình đang xen chiến tranh xung đột. Thì trong đoạn này chúng ta sẽ thấy xu thế hòa bình và đang xen xung đột là không phải, toàn cầu hóa cũng không đề cập đến. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có hai cái lựa chọn, đó là các quốc gia nói về kinh tế và tiếp theo đó là đối thoại đó, trong quan hệ quốc tế thay vì chiến tranh như trước đây. Như vậy đấy là một dạng để xác định đúng sai, hoặc là sau này thiết kế câu hỏi trắc nghiệm cũng là một cái tư liệu rất là quý để tiếp cận dần. Đầu tiên em vẫn sẽ lấy ba bộ sách, sau đó sau này thì mới tiếp cận được cái, những cái tư liệu trung gian thứ ba. Nội dung đoạn tiếp theo thì tiếp tục đọc tư liệu và cho biết tư liệu phản ánh xu thế phát triển nào. Mặc dù sau chiến tranh lạnh, hòa bình trên thế giới được củng cố, nguy cơ chiến tranh thế giới bị đẩy lùi, nhưng mà xung đột, tranh chấp và nội chiến vẫn diễn ra ở nhiều khu vực như là bán đảo Ban Căng, như là châu Phi, như là Trung Á. Cuộc tấn công khủng bố vào nước Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã dẫn đến những biến động to lớn trong quan hệ quốc tế kéo dài hơn hai nửa thập kỷ qua. Vậy thì học sinh sẽ chọn cái gì ở trong này? Thì đáp án đó chính là, thì cũng sẽ nhìn ra ngay, đó là hòa bình nhưng vẫn có chiến tranh và xung đột. Thứ ba là câu dạng câu hỏi về hình ảnh. Nhìn hình ảnh sau và cho biết cái hình ảnh này phản ánh xu thế nào đang diễn ra trên thế giới hiện nay. Với sự xuất hiện của các công ty xuyên quốc gia ở đây, chúng ta sẽ thấy là Canon hay là những cái Acer vân vân, thì chúng ta sẽ thấy rằng đấy là xu thế toàn cầu lắm, sinh cũng sẽ dễ dàng nhận ra thôi ạ. Như vậy sau khi trình bày những phần đó thì phần chốt lại kiến thức thì các thầy cô sẽ em sẽ sử dụng cái slide này rất là ngắn gọn để các con có thể chốt lại bốn xu thế. Với cái xu thế đầu tiên là phát triển trọng tâm về kinh tế, đấy là sức mạnh thực lực của các quốc gia. Trước đây là họ có thể đọ về vũ khí, nhưng bây giờ là sức mạnh tổng hợp thì phải đầu tiên phải dựa vào kinh tế. Tiếp theo là thế giới đang nói chuyện với nhau bằng cách là đối thoại, hòa bình, hợp tác và cùng phát triển. Minh chứng là cái hội nghị của WTO. Tiếp theo là xu thế toàn cầu hóa, phát triển một cách mạnh mẽ với cái sự thương mại quốc tế. Và cuối cùng là xu thế hòa bình đang xen chiến tranh xung đột. Thì ở đây cái hình ảnh em sử dụng đó là một chiếc ghế ghế gãy, một cái tác phẩm điêu khắc, nó có cái chiều cao là 12 mét, được làm từ 5,5 tấn gỗ và được đặt trước tòa nhà của Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, để nhắc nhở trách nhiệm của các quốc gia trong việc duy trì một cái thế giới không có chiến tranh. Nó luôn luôn cảnh báo cái việc trách nhiệm của thế giới là luôn phải bảo vệ hòa bình của nhân loại, để thấy rằng là thế giới vẫn có hòa bình nhưng vẫn có chiến tranh, và nỗ lực phải chung tay để bảo vệ hòa bình này, nếu không sự hòa bình là mong manh thì sẽ đổ vỡ. Đối với phần tiếp theo thì đối với cái phần này có hai cái nội dung đơn vị kiến thức mà sẽ phải hình thành cho học sinh, đó là khái niệm đa cực. Khái niệm đa cực là quan niệm, là một quan niệm, là một thuật ngữ mà của các nhà sử học, nhà nhận định người ta đưa ra.
Thế thì cái phần này em sẽ làm gần như là đảo ngược, tức đưa luôn khái niệm cho học sinh. Đưa luôn khái niệm học sinh thì ở đây sẽ tổng hợp các tư liệu để ra được khái niệm đa cực là gì. Đa cực nó là một thuật ngữ để chỉ cái quan hệ quốc tế và trật tự thế giới có sự tham gia của nhiều nước, nhiều trung tâm. Trong đó không có một cái chủ thể nào áp đảo cũng như là chi phối sự phát triển của thế giới. Trước đây để nói về cái gì đó là trật tự thế giới hai cực rồi trật tự đơn cực thì bây giờ sẽ là đa cực mà không phải bị chi phối bởi chỉ một cái yếu tố nào cả. Thế thì xử lý thế nào để học sinh có thể hiểu rõ hơn về nội hàm của khái niệm này, bản chất của khái niệm này, thì một lần nữa em vẫn sử dụng cái phương pháp đó là xác định đúng sai. Thì đầu tiên, nhận định đầu tiên là khái niệm đa cực chủ yếu được dùng để chỉ cái trật tự thế giới sau chiến tranh lạnh thì đó là đúng hay sai? Học sinh sẽ trả lời đương nhiên dựa vào đáp án, dựa vào cái khái niệm mà cô giáo đã cung cấp cũng như là sách giáo khoa thì học sinh có thể xác định được đây là một nhận định hoàn toàn đúng. Tiếp theo, trật tự đa cực là một trật tự thế giới trong đó quyền lực được phân bổ giữa nhiều nước và nhiều trung tâm, phân bổ giữa nhiều nước và nhiều trung tâm. Đáp án cũng là đúng. Phương án thứ ba đó là trật tự đa cực. Các quốc gia không cần phải liên minh hoặc hợp tác với nhau để duy trì cái cân bằng quyền lực. Không cần. Chính cái sự không cần này đó chính là quyết định đây là phương án sai. Và cái cuối cùng là trong trật tự đa cực, các quốc gia tăng cường sức mạnh tổng hợp để vươn lên khẳng định sự ảnh hưởng của mình. Thì rõ ràng trong cái thế giới này là thế giới phẳng, các quốc gia đều có thể thay đổi vị trí. Đó, ví dụ như Nhật Bản, ví dụ như là Trung Quốc, ví dụ như là Liên Xô, rồi thì là Nga. Sau khi mà Liên Xô tan rã thì tất cả các quốc gia đều có thể thay đổi trở thành một trong các cực của thế giới đa cực ngày nay. Và đương nhiên, bài toán thách thức đó chính là làm thế nào để có thể khẳng định được mình. Thì đương nhiên là đúng. Đây là một trong những tiêu chí. Cái D này thì theo em nó sẽ là một cái đáp, một gợi ý để giải quyết cái phần vận dụng trong cái mục tiêu bài học. Tức là phản ánh các nước phải xử lý như thế nào trong cái tình huống thế giới đang đa cực như vậy. Nó vừa là thời cơ, nó cũng vừa là áp lực. Đến phần mở rộng thì đây là một cái phần mà em cũng rất là lăn tăn khi đưa vào bởi vì nó không có một khái niệm chính thống. Ví dụ ở đây thì trật tự hai cực hay thì có thể là được chấp nhận được, ví dụ như là hai cực là gì, đơn cực là gì và đa cực. Thì ở đây em sẽ đưa ra cái trật tự hai cực là nói ám chỉ ai và thời gian là khi nào. Còn trật tự đơn cực thì cũng rất là lăn tăn. Bởi vì nếu như ở trong sách của ba bộ thì em thấy có một khoảng trống về cái trật tự đơn cực này. Đấy là em đọc thì em thấy mình bị khoảng trống. Khoảng trống tại sao sau năm 1991 khi Liên Xô sụp đổ thì không thấy nói gì đến một trật tự đơn cực nhưng vẫn có khái niệm đơn cực. Mà trong sách thì chỉ nói đến những năm của thế kỷ 21 mới có xu thế đa cực. Tức là đến tận thế kỷ 21 mới có. Vậy thì trật tự đơn cực này sẽ được hiểu trong khung thời gian nào? Thì ở đây em đưa ra mới chỉ ở dừng độ là khái niệm, để từ đấy sau này em thấy rằng là chắc chắn sẽ có những câu hỏi mà các thầy sẽ đưa ra để phân tích và yêu cầu học sinh phải tìm ra được điểm giống, điểm tương đồng và điểm khác biệt giữa ba cái khái niệm này. Đó có thể là trật tự hai cực so với đơn cực hoặc so với đa cực. Thì điểm giống là gì, điểm khác là gì? Đó. Đấy là cái phần mà vẫn còn chơi vơi, rất là chơi vơi bởi vì nó theo em đánh giá thì nó đang ở cái phần vận dụng cao. Và hôm trước em học của thầy Trương thì em thấy thầy nói về cái trật tự thế giới cũng là một khái niệm. Sau khi nói về ba cái khái niệm đó thì dần thầy cô cũng có thể nhắc lại cho con hình dung là vậy thì cái trật tự thế giới được hiểu như thế nào? Trật tự là sự sắp xếp, sự phân chia quyền lực, sắp xếp, tức là đây là một cuộc chơi của những cái quốc gia mà họ có luật chơi và các quốc gia phải thực hiện cái luật chơi này. Và thông qua cái việc học cái trật tự, các trật tự thế này để hiểu gì, để hiểu cơ chế mà chúng ta phải vận hành trong cái thế giới đang diễn ra như vậy. Tức đây ạ.
thầy có nói là một cái lăng kính để nhìn vào để hiểu rõ hơn diễn biến toàn cầu, xem diễn biến hiện tại đang như thế nào để nhà nước hay quốc gia hay bản thân chúng ta có những cái điều chỉnh để nó phù hợp với lại dòng chảy của lịch sử nhân loại. Để học cái xu thế này để chúng ta hiểu và để hành động cho hợp với xu thế. Thì khái niệm mà chốt lại thì khái niệm ở đa cực để các con chốt lại vào trong vở ghi thì đây thì cũng là sử dụng khái niệm ở trong sách giáo khoa với một cái bức tranh mô phỏng thế giới đa cực ở trong sách Cánh Diều đưa ra với sự hình ảnh của ba quốc gia. Đấy, chúng ta thấy đây là đa cực là một thuật ngữ quan hệ quốc tế dùng để chỉ trật tự thế giới có sự tham gia của nhiều nước, nhiều trung tâm, trong đó không một chủ thể nào áp đảo cũng như là chi phối được sự phát triển thế giới. Đến phần tiếp theo, xu thế đa cực thì đây là một cái phần mà em tư duy mãi cũng phải làm thế nào. Đến 4 giờ ngày hôm nay, chiều nay thì em mới xử lý lại nó ở công thức là 5W1H. Với câu hỏi là khi nào nó diễn ra và tại sao có xu thế đa cực và biểu hiện ra sao, địa điểm, những cái quốc gia, những cái tổ chức mang tính chất là đa cực nó được thể hiện ở đâu, và hai cực có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong các cái đa cực này là quốc gia nào, và cuối cùng là cái tác động các quốc gia cần làm gì để để có tiếng đấy. Dạ, như vậy đây sẽ là cái công thức mà học sinh sẽ thảo luận dưới dạng cặp đôi trong một khoảng thời gian là 5 phút để học sinh có thể xử lý theo bàn, làm theo bàn, sau đó chia sẻ. Đầu tiên là làm để viết vào với ngáp của mình, sau đó chia sẻ bàn trên, bàn dưới để làm sao mà ra được một cái đáp án tổng thể nhất cho cái sản phẩm của mình. Sau đó thì thầy cô sẽ gọi nhóm bất kỳ để chia sẻ. Còn các nhóm khác thì lắng nghe và có thể phản hồi. Thì đây là cái phiếu để họ làm công cụ để học sinh có thể tư duy sâu hơn về xu thế đa cực, về thời gian, về nguyên nhân, về tác động, về biểu hiện nó, về những cái điều nổi bật nhất của xu thế đa cực. Thì thời gian xuất hiện thì em cũng vừa trình bày với thầy cô là đó là sau chiến tranh lạnh, và cụ thể là khi nào, đó là thế kỷ 21, và địa điểm của các quốc gia mang tính chất là các cái tổ chức các quốc gia mà thể hiện rõ nhất cái xu thế đa cực thì ở đâu, đó là ở châu Á, châu Âu và châu Mỹ. Tại sao mà có cái trật tự này thì đó là do Mỹ suy giảm sức mạnh về suy giảm sức mạnh của mình. Thầy cô trong này tư liệu trong sách giáo khoa có cái bảng mà thống kê về cái sức mạnh của Mỹ là giảm và so sánh với sự vươn lên của các siêu cường ví dụ là Trung Quốc hoặc Nga. Tuy nhiên là khi mà trước đây mà Mỹ mong muốn hạn chế cái trật tự đơn cực thì Mỹ đã có những cái thế mạnh rất là lớn về kinh tế, đến bây giờ vẫn như vậy thôi ạ. Nhưng mà bên cạnh sự vươn lên của Mỹ, sự phát triển của Mỹ thì vẫn có những siêu cường đang vươn lên một cách không ngừng như là Trung Quốc, như là Nga. Còn biểu hiện thì biểu hiện như thế nào thì học sinh sẽ sử dụng sách giáo khoa thì kể ra được, đó là sự gia tăng về sức mạnh, về tầm ảnh hưởng của các quốc gia trên thế giới. Tiếp theo là sự suy giảm của Mỹ và vai trò ngày càng gia tăng của các trung tâm, các tổ chức kinh tế tài chính ở quốc tế khu vực, vai trò ngày càng gia tăng ví dụ là G7 hay là G20 hay APEC hoặc là ASEM hạn, đúng không ạ? Thì đấy là các tổ chức xuất hiện rất là nhiều. Vậy thì trong các cái cực đa cực này thì cực nào đến thời điểm này nhìn vào bảng phân tích số liệu các con sẽ rút ra được là những cái quốc gia nào mà có cái tỷ trọng chiếm nhiều nhất về kinh tế đóng góp cho thế giới thì đấy chính là Mỹ và Trung Quốc. Đó, tại thời điểm 2024 thì có thể trả lời như thế này. Tất nhiên bài này sẽ cập nhật và ví dụ là trong 5 đến 10 năm nữa thì có thể con cái sự kiện này nó sẽ thay đổi chứ nó không đứng im. Nhưng mà đây là chúng ta đang dạy ở năm 2024 thì đây là thông số mới nhất thì vẫn là Mỹ và Trung Quốc. Còn tác động thì đây đây là cái khâu chốt nhất mà đánh vào cái yếu tố tức là dạy học và nó kết nối vào cuộc sống, thì đấy chính là dựa vào cái xu thế này
thì cái bài toán đòi hỏi đối với các quốc gia phải làm đó là gì? Đó chính là phải xây dựng cho mình một cái nền sản xuất phồn vinh, tức là kinh tế phát triển, tài chính nó phải vững chắc và khoa học về trình độ cao, và lực lượng và quốc phòng thì phải hùng mạnh, đó, phồn vinh, vững chắc, công nghệ cao và lực lượng mạnh, quốc phòng mạnh. Thì những tiêu chí như thế này mới khiến cho những quốc gia muốn vươn lên trở thành một cực trong đa cực để làm được những điều này. Đấy là một bài toán, luôn là một bài toán. Vậy thì sau đó thì sẽ chốt lại cho học sinh ghi bài đó, dựa trên sách giáo khoa, hoặc là các thầy cô có thể để các con tự đi viết tự nốt lại. Sau khi đã giảng như vậy rồi, các con có 3 phút, 5 phút, 2 phút tùy các thầy cô. 2 phút càng nhanh càng tốt, các con phải liệt kê và có thể chấm điểm cho học sinh luôn. Ví dụ chấm lấy 3 điểm hoặc là 3 bạn hoặc 5 bạn, bạn nào nhanh nhất. Và cô sẽ, ví dụ em là em sẽ có cái máy hát tập thể, thì em sẽ học sinh viết xong thì em có thể đưa cái máy hát đấy lên bàn giáo viên và đối chiếu xem là học sinh đã làm đúng hay chưa, với lại ở trên bảng hoặc là trong sách, thì là từ đó là sẽ chữa lấy điểm cho các con luôn, đào nặng về cho điểm các con, thì kiểm tra luôn bằng cách là có viết được bài hay không đó. Còn ai chưa viết được thì các con sẽ có đủ thời gian để chữa vào vở đó, với 3 cái đặc điểm 1 2 3 và nhận xét. Cái trật tự thế giới đa cực này được hình thành phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, đó là kinh tế, đó là chính trị, đó là sức mạnh của quân sự. Còn góc mở rộng Xin thì lỗi ngành, cô Ngân, là cô Ngân về gói gọn ạ. Cô Ngân còn 1 phút ạ. vâng, em hết rồi ạ. Đây là cái góc Vâng. mở rộng, thì em sẽ giới thiệu về GDP của các quốc gia đều có trong sách giáo khoa. G7 là tổ chức nào, G20 là cái gì, đó, ASEAN là cái gì, APEC là cái gì. Xong luyện tập thì trả lời câu hỏi trắc nghiệm, hoặc là em đang xây dựng một cái kho học liệu cho học sinh, bởi vì học sinh của em thì sẽ rất là nhanh quên, thì em sẽ sử dụng xây dựng QG hệ thống theo các bài học xong đến đâu, gửi cho các con bài QG đến đấy và kiểm soát của con trên tài khoản của mình xem làm được đến đâu, ai không làm thì phải nhắc nhở. Đó, ví dụ em sẽ dạy khoảng 2 đến 8 lớp 12 thì sẽ phải là biết là học sinh của mình làm thế nào, thì có thể là chia sẻ cho một bạn nữa hỗ trợ vào để quản lý cái tài khoản này để em cập nhật hàng tuần sau mỗi cái bài học mà em dạy. Đó. Và cuối cùng là vận dụng thì nó cũng là quản giải quyết những câu hỏi ở trong sách giáo khoa của 3 cuốn sách ạ. Thì em xin hết ạ. Dạ vâng ạ, cảm ơn cô Phạm Ngân. Tôi thấy các thầy cô rất là chăm chú, và ở phần chat thì tôi cũng đã đề nghị các thầy cô tham dự lớp học để tiết kiệm thời gian. Nếu như mà có ý kiến gì thì xin các thầy cô sẽ comment ạ. Các thầy cô Ngân đã hoàn thành xong cái phần trình bày của mình, và bây giờ các thầy cô trong mạng lưới chúng ta có thể comment ở phần chat. Và cá nhân tôi thì rất là trân trọng cảm ơn cô Phạm Thị Ngân. Rất là nhanh, chỉ trong khoảng 1 tuần khi mà nhận nhiệm vụ thì cô Ngân đã hoàn thành một cái giáo án mà tôi cho rằng rất là dày dặn đấy ạ. Và hôm nay thì tôi đã học được rất là nhiều, đặc biệt cái phần mà thầy cô đã xây dựng cái kho kho gọi là tư liệu mở cho học sinh ở trên Quizy. Cảm ơn cô một cái ý tưởng rất là hay ạ. Xin phép cô giáo ở vị trí là giáo viên lịch sử 39 cô tắt cam đi ạ, vì đang có những cái không gian làm việc riêng của gia đình nó không tiện lắm. Vâng ạ, bây giờ thì chắc là chúng tôi rất là mong muốn là sẽ dành nhiều thời gian ngày hôm nay để vừa nghe góp ý và vừa nghe cái phần mà bồi dưỡng trực tiếp giáo viên về phần kiến thức cũng như là hình thức và phương pháp ạ. Xin trân trọng kính mời tiến sĩ Nguyễn Văn Ninh ạ. Alo, vâng. Cô Thu và các thầy cô có nghe rõ Dạ, đang nghe rất rõ thầy ạ. Vâng. không nhỉ? Vâng. Trước hết thì cũng mong có thầy cô gọi là thầy cô thông cảm một chút, là hôm nay cái họng cũng không được tốt lắm. Cho nên là trong quá trình nói nếu mà nó không vấp hoặc là có một cái gì đấy không được như ý thì mong được cô thông cảm. Đấy là đã biết trước cái lịch này, cho nên là chiều nay tập huấn là đã phải nhờ giáo sư Đỗ Thị Bình tập huấn, là không dám nói liên tục 6 7 tiếng, chắc là quá tải. Thế thì trước khi đi vào phân tích cái bài của Ngân ấy, thì tôi có một vài cái chia sẻ chung trước như này. Có lẽ là trong những ngày hôm nay thì không bàn đến việc bắt trọng, thì với giáo gọi là với góc độ giáo viên lịch sử là tất cả chúng ta đang có rất là nhiều cảm xúc sau khi mà học sinh biết điểm mà thi tốt nghiệp trung học phổ thông của năm vừa rồi.
Nhìn chung thì theo quan sát đánh giá của chúng tôi là một cái không khí cũng rất là phấn khởi, rất là vui của nhiều giáo viên, trong đó có giáo viên lịch sử. À, tôi cũng theo dõi khá nhiều những bài viết ở trên những diễn đàn, có những sự so sánh những năm trước, nhiều điểm không rồi này, nhiều điểm 10 của các môn ấy. Thì rõ ràng năm nay với kết quả như này thì nhìn ở góc độ môn lịch sử là chúng ta có những cái niềm vui vì là điểm nó cũng khá cao, thứ hai là điểm không nó cũng khá ít, và thứ ba là báo chí nó cũng không có chọc ngoáy, không có bàn luận nhiều, và nhìn chung là đang rất là phấn khởi. Và chính vì cái sự phấn khởi đấy cho nên là cũng tạo ra một cái động lực rất là lớn cho chúng ta khi thực hiện chương trình mới, nhất là năm học tới chúng ta bắt đầu triển khai những cái việc mà thi theo cái chương trình mới, và tất cả chúng ta đang rất là lúng túng. Rất là nhiều kỳ thi ở trước phía trước của chúng ta nó rất là lúng túng, trong đó có thi tốt nghiệp, trong đó có thi học sinh giỏi, trong đó có những cái vấn đề mà chúng ta cần phải chuẩn bị. Tất cả những điều này thì tôi nghĩ là trong cái niềm vui chung đấy thì là chúng ta có thêm động lực để bắt đầu gọi là bước vào năm học mới và sẽ có những cái thành công mới. Thế thì trong 2 buổi mà cô Thu có đặt vấn đề nói về cái chủ đề số 1 của cái chương trình lớp 12. Thực ra thì vừa nãy có nghe cô Ngân nói là cái chủ đề này rất nhiều nội dung mới, khó. Thì đấy có thể là một quan điểm, một góc nhìn. Thế nhưng cũng như là tôi cũng phải chia sẻ thật với quý thầy cô là chủ biên 3 lớp cấp 3, từ lớp 10 đến lớp 12. Rồi tham gia viết của rất nhiều những lớp cấp 2 nữa. Thế nhưng mà trong... trong trong khoảng 18, 19 cái chủ đề của cấp 3 chẳng hạn, thì tôi cho rằng đây là một trong chủ đề dễ nhất, đơn giản nhất, dễ nhất. Dễ vì nó có mấy cái điểm như này. Thứ nhất là yêu cầu của Đạt nó rất là ngắn gọn, nó rất là ngắn. Và thứ hai ấy là cũng là cái nội dung chúng ta cũng đã dạy đâu đó của chương trình cũ rồi, dạy khá nhiều rồi. Gì chứ nói về Liên Hợp Quốc, nói về INTA, nói về quan hệ quốc tế mà, thì nó không phải là một cái gì quá xa lạ, nó khá là tưởng minh, khá là rõ. Cho nên nói về khó thì chủ đề này không khó nếu như đặt trong sự so sánh với rất nhiều chủ đề khác, rất nhiều chủ đề mới. Ví dụ như là hôm trước tôi có nghe thầy Liêm cũng chia sẻ với thầy cô 2 buổi về cái vấn đề của ASEAN. ASEAN là chủ đề số 2 của chương trình lớp 12, mà như quý thầy cô biết là chương trình mới giờ thế giới nó chỉ có 2 vấn đề thôi: trật tự thế giới và ASEAN thôi. ASEAN trước đây thì trong chương trình cũ thì nó chỉ là một mục. Tôi nhớ một mục, nó không đến một trang trong cái bài của Đông Nam Á. Sau đó thì bây giờ nó là một chủ đề dạy trong vòng 6 tiết. Rất nhiều vấn đề mới mà chưa bao giờ chúng ta được bàn luận. Và vì thế nó mới rất là mới, rất là khó. Hoặc là những vấn đề về 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 đổi mới chẳng hạn. Nếu mà thầy cô đã đọc sách khoa của lớp 12, cái chủ đề về đổi mới cũng là một nội dung đã được đề cập trong chương trình cũ, thế nhưng mà với những cái quan điểm và cách tiếp cận nó rất là mới từ cái yêu cầu của chương trình, cũng như là cái cách tiếp cận, không chỉ là quan điểm đâu, cách thức nhìn nhận vấn đề đổi mới Việt Nam cho đến những vấn đề thành tựu, rất nhiều cái mới, hay là những vấn đề về hoạt động đối ngoại. Lớp 11 là vấn đề liên quan đến Biển Đông, những thứ nó gần như chúng ta chưa từng dạy nó bao giờ. Do đó chủ đề này thì tôi nghĩ là dễ, không khó. Đó. Thế thì vì nó dễ, nó đơn giản mà lại nói tận 2 ngày thì tôi cũng hùng dung là nói cái gì. Cho đó thì các thầy cô cũng và những thầy cô rất là nhiều kinh nghiệm, đọc cái này chúng ta hiểu ngay. Thế cho nên là tôi mới đề xuất với cô Thu là thôi thì tôi biết gì tôi nói đấy, có thể nói những thứ mà các thầy cô cũng đã từng 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 nghe, hoặc từng thậm chí là đi dạy người khác rồi. Thế thì bên cạnh đó thì cũng thể là gọi là cướp diễn đàn cô Thu một tí, là cũng thể chia sẻ thêm những vấn đề liên quan đến đến kiểm tra đánh giá, nhất là thi tốt nghiệp trung học phổ thông, những gì mà chúng tôi đang 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 đang, đang, đang biết đến thời điểm này. Cũng như là tôi nghĩ là không phải là tất cả, nhưng mà chắc là các thầy cô cũng quan tâm đến một cái kỳ thi học sinh giỏi, kỳ thi học sinh giỏi của thành phố Hà Nội, hay là thậm chí là cách thức chúng ta ôn luyện từ lớp 9 đến lớp 10. Một số thầy cô là không dạy ở liên quan đến tự luận,
tuy nhiên nó là phụ thôi, nhưng mà cái phần học sinh giỏi tôi nghĩ là các thầy cũng quan tâm. Vụ tháng 9 tới là Hà Nội sẽ thi học sinh giỏi, nhưng mọi năm thì chương trình cũ chúng ta rất là quen rồi, sử dụng cái chương trình của lớp 11 cũ và một vài bài của chương trình lớp 12 cũ thì nó vào một cái cấu trúc rất là chung và chúng ta cũng rất là quen thuộc rồi. Thế nhưng khi sang chương trình mới thì chúng ta có lẽ thời điểm này cũng cần phải chuẩn bị ngay và luôn rằng là chúng ta sẽ chuẩn bị cái gì, ôn cái gì cho học sinh, và theo cái xu hướng giờ phát triển năng lực như này thì kiểm tra đánh giá luận thì sẽ cách thức như thế nào, ôn luyện ra sao, câu hỏi như thế nào. Thế thì cũng với những gì mà chúng tôi biết thì cũng xin mượn cái diễn đàn này chia sẻ với thầy cô một chút liên quan đến cái học sinh giỏi, liên quan ôn thi. Thì đấy là không biết là cô Thu và các thầy cô có đồng ý theo hướng đó cô Thu nhỉ? Và các thầy cô thì có đồng thuận theo cái những cái nội dung mà chúng ta làm việc. Đồng ý thầy ạ, nhất trí Vâng. ngay ạ. Dạ vâng. Thôi thì có gì chia sẻ đó. Thế bây giờ quay lại cái bài của cô Ngân. Trước hết thì cũng chúng ta cũng 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 chia sẻ một chút. Cô Ngân thì chắc là nhiều thầy cô trong diễn đàn mình cũng biết rồi, trong mạng lưới cũng biết rồi, bản thân tôi thì cũng biết khá rõ. Cô Ngân thì dạy bên Đông Anh, trước đây thì dạy trung tâm thường xuyên, rồi bây giờ dạy thêm trường quốc tế gì đó. Cô đã từng thi giáo viên dạy giỏi và tôi cũng chấm, nhớ không lầm thì được giải nhì hay giải nhất gì đó, ít nhất là nhì tôi nhớ không lầm. Cũng là một trong giáo viên dạy thì, mặc dù là hệ thống giáo dục mà thường xuyên nhưng mà kiến thức rất là chắc, kiến thức chắc, phương pháp giỏi, ngôn ngữ, đặc biệt là sự tâm huyết đam mê với bộ môn. Rất là nhiều khi tôi có hay nói vui là dạy giáo thường xuyên nó cũng hơi phí. Ở trong cái hệ thống giáo dục thường xuyên của Hà Nội rất nhiều bạn rất là giỏi, rất là nhiều bạn rất là giỏi. Chúng tôi bị chấm, chúng tôi rất là thích. Thế thì qua cái bài chia sẻ của bạn Ngân thì rõ ràng nó cũng đã khẳng định rất là rõ về cái bản lĩnh và cái trình độ của một giáo viên có kinh nghiệm, thậm chí là còn rất nhiều những hoạt động vào những cái thực hiện chương trình mới này. Thì cái đấy là cái mà để chúng ta thấy được là bạn Ngân bạn có một cái ý tưởng, một cái sự chuẩn bị ở cái bài số 3 mà theo bạn Ngân bạn nói là bài khó nhất trong chủ đề này. Ừ, thì cũng thể cứ cho là nó khó là bởi vì là trước đây chúng ta chưa dạy thì nó khó, còn hai bài trước thì nó quen thì cũng dễ hơn, và này nó mới nhưng nó cũng khó. Thế nên, tuy nhiên thì qua cái bài của bạn Ngân bạn ấy giải quyết từ cái việc mà chuẩn bị cái kế hoạch chuẩn bị của cái bài này như nào cho đến là cái mạch nội dung bạn giải quyết từ cái việc mà một cái tiến trình nhỉ, từ hoạt động khởi động cho đến những cái đơn vị kiến thức của cái bài này, thì tôi nghĩ rằng về mặt kiến thức cũng như là về mặt phương pháp thì nó đều cũng khá ổn. Kiến thức thì cũng rất là cơ bản, phương pháp thì cũng có những ý tưởng, những sự đổi mới, cũng có những ý tưởng cũng rất là táo bạo và cũng khá hiệu quả. Ví dụ như là ở đâu đó bạn có một cái dùng gọi là cái gì 5W gì đó, tìm hiểu về đa cực ấy. Đấy, khi nào là tại sao rồi là tác động rồi là gì đó vân vân, cho đến những cái hình ảnh, dùng những hình ảnh để bạn ấy dùng những hình ảnh để đoán nội dung hoặc là những đoạn tư liệu. Thì tôi nghĩ rằng tất cả những ý tưởng đấy thì nó rất là hiệu quả. Nhìn vào đây chúng ta thấy là nó cũng học sinh nó cũng nắm bài rất là rõ. Tuy nhiên thì tôi thì nhìn ở góc độ như thế này, tôi biết là các thầy cô như nào, nhưng mà tôi là ở trên giảng đường đại học thì tôi dạy phương pháp giáo dục lịch sử và cũng rất là hay đi kêu gọi vận động thầy cô đồng nghiệp là đổi mới phương pháp, rồi là rất là nhiều những cái việc chúng ta phải làm. Tuy nhiên ở một cái phương diện nào đó với lớp 12 thì tôi cũng không khuyến khích điều này lắm. Lớp 12 thì tất nhiên là chúng ta không thể không đổi mới, chúng ta vẫn theo đúng cái yêu cầu, cái mục tiêu phát triển năng lực phẩm chất, cái này thì không không thay đổi. Tuy nhiên nó sẽ khác với các lớp khác bởi vì là cũng giống như nhiều năm qua rồi, thì cái việc mà dạy và ôn lớp 12 thì cái việc mà hướng đến cái kỳ thi tốt nghiệp và những kỳ thi của học sinh là khá quan trọng.
cho nên là đổi mới trong một phương diện là khá là vừa phải, và đặc biệt là chúng ta phải có những cái định hướng chốt kiến thức về mặt nội dung là rất quan trọng. Chắc là các thầy cô cũng chia sẻ với tôi rằng là mục tiêu của chúng ta là rất là cao siêu, dạy học phát triển năng lực phẩm chất, nhưng mà cho đến thời điểm này thì thi nó cũng chưa thích nghi được. Thi nó về cơ bản với là kiến thức, chứ nói về thi kiểm tra đánh giá năng lực bằng cái trắc nghiệm khách quan thì tôi cũng không hoàn toàn đồng ý lắm. Nó cũng không kiểm tra được cái năng lực, và nó thực sự là năng lực của những người giỏi nó cũng chưa thật sự phát huy. Và mặc dù là trong chương trình mới thì cái định dạng của bộ là cũng có thêm cái dạng đúng sai, thế nhưng mà đúng sai thì nó rồi tôi nghĩ là cũng sẽ rất là nhiều những cái vấn đề cần phải tranh cãi, và sẽ có rất nhiều những cái vấn đề mà phát sinh trong quá trình gọi là quá trình thực hiện chương trình kiểm tra. Nhưng mà nhìn tổng quan tôi vẫn chưa thấy rõ nét về sự đổi mới đáp ứng được cái dạng phát triển năng phẩm chất, vẫn là kiến thức là chủ yếu. Thế cho nên là mà thi chương trình lớp 12 đến tận 90%, cho nên là an toàn, cũng cả làng cũng vui, thầy cô cũng phấn khởi, học sinh phấn khởi, thi cử cũng đạt kết quả cao ấy, thì kiến thức ở lớp 12 các thầy cô cũng đáng lưu tâm hơn. Thế thì với cái bài của bạn Ngân thì tôi nghĩ là có không có có về cơ bản thì ok, nhưng mà có mấy cái điểm là sẽ là độ kiến thức ấy. Có mấy điểm về mặt phương pháp, mấy điểm về mặt kiến thức là chúng ta cần bàn luận một chút. Vấn đề số 1 ở đây thì tôi nghĩ rằng là tôi thì chủ biên của sách Bộ Cánh Diều, tôi nhớ bộ khác thì tôi cũng đọc, cũng lướt và nhìn nhìn về cơ bản ấy. Chúng tôi nhìn ở góc độ này, ba bộ sách thì đã được thực hiện theo đúng chương trình và cũng được hội đồng thẩm định người ta thông qua, và hội đồng người ta cũng rất là tôn trọng những cái sự gọi là cái nét riêng của mỗi bộ sách, nhưng mà những cái yêu cầu chung thì tôi nghĩ là phải đảm bảo. Thế cho nên là tôi lấy ví dụ cái phần 1 mà cô Ngân đưa ra ấy, với những cách thức làm với tư liệu hình ảnh để chỉ ra những xu thế phát triển thế giới ấy, sau những cái lạnh ấy, thì rõ ràng ở đây có một xu thế quan trọng nhất thì cô Ngân lại không chốt, mặc dù cô chốt được là toàn cầu hóa này, rồi là xu thế nơi phát triển kinh tế là trung tâm này, rồi đối thoại hợp tác gì đó này, rồi là hòa bình đan xen với chiến tranh xung đột gì đấy, không sai. Nhưng mà một cái xu thế đầu tiên và quan trọng nhất đó là xu thế đa cực, bởi vì cái phần 1 là phần khái quát mà, còn phần 2 thì mới đi sâu vào một cái xu thế trong quan hệ quốc tế, bởi vì chủ đề này là chủ đề về quan hệ quốc tế. Bài trước là chúng ta tìm hiểu về INTA, bài này chúng ta tìm hiểu về một cái trật tự sau chế lạnh nó là cái gì, thì đó là gọi là cái đa cực của nó là trung tâm của bài, của cái bài số 3 này. Thế nhưng phần 1 là phần các xu thế mà. Thế bây giờ nếu như mà một câu hỏi, nếu như học sinh giỏi, tôi lại xoay ra một cái hướng là nếu bây giờ tôi ra một câu là anh chị hãy trình bày hay nêu các xu thế phát triển của thế giới sau khi lạnh, nếu học sinh không trả bài trả trình bày về xu thế đa cực, học sinh mất điểm, đây đều chắc chắn. Cô Ngân thì chốt bốn cái thứ đó là thiếu cái đa cực, rõ ràng cái đấy là cái mà chúng ta cần lưu tâm một chút, đúng không? Mặc dù đến phần 2 chúng ta rất học kỹ cái đa cực, mà phần 1 là khái quát lại không có. Đấy, tôi nhớ không nhìn không lầm thì cái phần chốt của cô Ngân bên trên là không thấy có bốn cái xu thế, thì lại không thấy xu thế đa cực. Trong khi đó thì đây phải chia sẻ thật với thầy cô như này, cái xu thế số 4 của cô Ngân ấy, đó là xu thế hòa bình hợp tác và đan xen với lại xung đột với nó kia ấy. Thì tôi nhớ là cái gọi là cái bản bung 1 khi mà nộp hội đồng thẩm định của cái lần 1 chúng tôi có cái đó, nhưng mà sau đó thì hội đồng thẩm định là yêu cầu cắt đi, không lấy cái đấy là xu thế mà chỉ giữ lại bốn thứ thôi. Thế thì chúng tôi cũng rất là tôn trọng đó. Thế thì đấy cũng là một 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 góc nhìn, cũng là một cái góc độ mà các thầy cô có thể tham khảo để trong quá trình dạy của mình này, chúng ta tích hợp, chúng ta sẽ chốt cho học sinh những cái xu thế phát triển như thế nào, nhưng chắc chắn là không thể không nói đến xu thế đa cực như trung tâm. Đấy là điểm số 1. Điểm số 2 ấy, điểm số 2 là bạn Ngân có một cái phần gọi là phần gọi là mở rộng gì đó, ghi bàn về ba bốn khái niệm nhỉ, là khái niệm Nhiều khi bạn về đơn cực này, khái niệm đa cực này,
khái niệm mà hai cực, đơn cực, đa cực, rồi là bạn có một cái, thậm chí nó còn chốt một khái niệm là trật tự thế giới là gì. Thế đây tôi đặt một cái đang đặt một cái tình huống như này, đang đặt một cái tình huống là không biết những người đi làm đề người ta có dám ra câu hỏi so sánh điểm chung giữa đơn cực, đa cực và hồ cực hay không, và hai cực hay không, bởi vì yêu cầu còn đạt không có. Và ví dụ như là người ta yêu trình bày tôi bây giờ nếu mức độ so sánh là không biết là có dám hỏi hay không, thế này tôi cũng cũng không dám dám chắc. Và thứ hai là trong chương trình không hề bàn đến gọi là một trận đơn cực, chúng ta không 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 gần như là không thừa nhận thế giới có một thế giới đơn cực, cho nên chúng ta cũng có lẽ là cũng không nhất thiết phải là tìm hiểu nó, bởi vì là cũng có thể sau năm, thậm chí là từ năm 47 sau chiến tranh dân lần số 2 thì Mỹ vẫn cứ tham vọng bá chủ thế giới, chiến lược toàn cầu có thứ rất là rõ. Và sau khi mà Liên Xô sụp đổ năm 91 thì Mỹ vẫn tham vọng thiết lập một thế giới đơn